Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lao động Việt ở Đài Loan và những hệ lụy. Ngày 28 tháng 8, một kênh truyền thông quốc tế tiếng Việt cho biết, người Việt lại đổ sang Đài Loan khi hòn đảo tìm cách chiêu mộ nhân công. Bài báo cho biết kể từ tháng 9 năm 2022, khi Đài Loan tuyên bố sẽ thu hút 400.000 lao động nước ngoài trong vòng 10 năm tới để bù đắp cho dân số trong độ tuổi lao động đang bị thu hẹp. Vì tỷ lệ sinh giảm và dân số già đi của nước này, số lượng lao động tại Việt Nam xuất khẩu sang đảo quốc này ngày càng tăng. Bài báo dẫn số liệu mới nhất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam cho biết chỉ trong 7 tháng đầu năm 2023 đã có 36.956 lao động Việt Nam sang Đài Loan làm việc, khiến cho hòn đảo này trở thành thị trường lớn thứ hai chỉ sau Nhật Bản, 41.139 người tiếp nhận lao động Việt Nam. Hình ảnh bài trên VOA Tiếng Việt. Bài báo dẫn lời Linh Mục Nguyễn Văn Hùng cho biết tình trạng lao động Việt Nam buộc phải bỏ trốn khỏi công ty đăng ký để lao động trong tình trạng bất hợp pháp bên ngoài hiện đang rất phổ biến tại Đài Loan. Họ luôn phải đối diện trong tình trạng có thể bị cảnh sát truy bắt và trục xuất về Việt Nam bất cứ lúc nào. Đơn cử như trường hợp một công nhân Việt Nam hồi tháng 6 đã bị cảnh sát Đài Loan truy đuổi vào tận trong nhà thờ nơi Linh Mục Hùng đang cử hành thánh lễ kiến ông phải tổ chức một cuộc tuần hành để bên vực cho quyền của người lao động Việt Nam. Linh mục Nguyễn Văn Hùng chia sẻ, hiện nay có rất nhiều công ty phá sản nhưng họ không công bố ra bên ngoài. Họ vẫn đi xin Bộ Lao động Đài Loan cho phép họ nhận người, mà Bộ Lao động Đài Loan thì đâu có gửi người đến các công ty để xem xét đâu và họ cũng đâu có qua Bộ kinh tế để biết được công ty này làm ăn có khá hay không. Họ cứ theo nguyên tắc thủ tục để phê chuẩn thôi. Ông cho biết hồi tháng 6 vừa qua, có một nhóm 30 lao động Việt Nam đã đến nói với ông rằng họ chỉ mới sang Đài Loan được một tháng, nhưng đã bị công ty kêu lên thông báo là họ sắp đóng cửa và yêu cầu các công nhân Việt Nam phải đổi chủ. Mà muốn đổi chủ thì bây giờ không có việc cho họ làm. Điều thứ hai là những người công nhân nước ngoài ở Đài Loan mà muốn đổi chủ thì công ty môi giới đòi phải trả tiền mua việc. Mà tiền mua việc này thì đắt lắm, Linh một Nguyễn Văn Hùng giải thích. Ông cho biết có nhiều người môi giới đòi công nhân phải trả từ 2.000 đến 3.000 USD để mua một công việc mới. Theo bài báo, nhiều công nhân tại Việt Nam không có khả năng trả khoản tiền này nên đành phải trốn ra ngoài đi làm trong tình trạng bất hợp pháp để kiếm tiền gửi về Việt Nam trả nợ. Hình ảnh lao động Việt Nam chuẩn bị xuất khẩu. Linh Mục Nguyễn Văn Hùng đưa ra lời khuyên, người lao động Việt Nam có thể tìm hiểu thông tin về công ty tuyển dụng bằng cách nghiên cứu qua mạng Internet hay liên hệ với các cộng đồng tổ chức ở Đài Loan trước khi quyết định đóng tiền cho công ty môi giới. Số tiền mà theo quy định của nhà nước Việt Nam để sang Đài Loan làm việc chỉ tốn 4.000 USD thôi, nên trên 4.000 USD thì đừng đi, ông khuyến cáo thêm. Linh Mục cũng lưu ý, những người Việt muốn đi lao động ở Đài Loan nên cố gắng liên hệ trực tiếp với các công ty môi giới lớn có uy tín tại Việt Nam để nộp đơn đi xuất khẩu lao động. Không nên tin vào những lời quảng cáo hay ho của những người môi giới hay thông qua cò lao động tại các địa phương. Linh Mục Hùng cũng khuyên người lao động không nên trông chờ vào khả năng giúp đỡ của Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam, một cơ quan đại diện cho chính phủ Việt Nam tại Đài Loan khi bị môi giới lừa đảo. Tóm lại, theo Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, người lao động Việt nên tự tìm hiểu thông tin và phải thật cẩn thận để tránh rơi vào bẫy của cò lao động khiến họ phải rơi vào tình cảnh công việc làm tại Đài Loan không mang lại đủ thu nhập để trả nợ tại Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin lao động Việt ở Đài Loan và những hệ lụy. Những sự ra đi ẩn khuất trong đồn công an Ngày 27 tháng 8, báo Đất Việt có bài về những cái chết trong đồn công an của luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Miến theo đó, luật sư Miến đặt vấn đề về số người chết trong đồn công an không được công bố trong lúc báo đảng thường tường thuật các vụ này là do tự tử. Hình ảnh bài trên báo đất Việt. Luật sư cho biết liên tiếp trong tháng 8 đã có hai người chết oan và một người bị hôn mê sau khi bước chân vào đồn công an. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2023, nạn nhân là ông NQT, 40 tuổi, sau khi bị công an huyện Hóc Môn bắt tạm giam về hành vi buôn lậu thuốc lá, đã chết tại bệnh viện Chợ Rẫy. Theo giấy báo tử của bệnh viện Chợ Rẫy, ông T chết lúc 3 giờ 26 phút ngày 16 tháng 8 và nguyên nhân là do tổn thương ổ của não, vỡ xương mũi, gãy bảy xương sườn bên trái, tổn thương phổi, vân vân. Tại Hà Giang, ngày 19 tháng 8 năm 2023 Nạn nhân là Nguyễn Văn Hưng, 44 tuổi, đến từ thôn Cầu Giác, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ông Hưng bị công an thành phố Hà Giang bắt vào tối ngày 17 tháng 8 khi đang giải quyết chuyện nợ nần cá nhân tại nhà của một người dân ở thành phố Hà Giang. Ngày 18 tháng 8, bà Đặng Thu Hoài, vợ của đương sự, đã tới thăm chồng tại trại giam công an thành phố Hà Giang và nhìn thấy vết bầm tím trên mặt của chồng mình. Bà Hoài sau đó hỏi liệu ông Hưng có phải đã bị tra tấn đánh đập hay không và được ông này xác nhận. Đến sáng ngày 19 tháng 8, bà Hoài nhận được thông báo từ phía công an thành phố Hà Giang cho biết rằng chồng bà đã tử vong. Phía công an cho rằng ông Hưng đã tự sát bằng cách buộc chân, buộc tay và tự dìm đầu vào bể nước. Hình ảnh Đỗ Đăng Dư, một trẻ vị thành niên bị chết bất minh trong đồn công an năm 2015 phía công an đổ tội cho đại bàn. Tại Hải Phòng, nạn nhân là ông Trần Đức Trình, 37 tuổi. Ông này bị công an địa phương dẫn giải về nhà trong tình trạng cùm tay vào tối ngày 15 tháng 8, hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường và bị công an đưa đi ngay sau đó để điều tra về một vụ trộm cắp tài sản. Hai ngày sau, ngày 17 tháng 8, gia đình ông nhận được điện thoại báo tin ông Trịnh đã bị tai biến nhẹ và đã được công an quận đưa vào Bệnh viện Đa khoa Kiến An, Hải Phòng cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán, ngoài việc bị tụ máu não, chấn thương vùng mặt, còn bị gãy ba xương sườn bên trái. Hiện ông này đã được gia đình chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội do tình trạng bệnh chuyển nặng và vẫn còn hôn mê. Xa hơn chút nữa, luật sư liệt kê các vụ tột cùng của sự tàn ác như tại Phú Yên năm 2012, theo hồ sơ vụ án do tình nghi ông Ngô Thanh Kiều 30 tuổi ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên có tham gia một số vụ trộm cắp tài sản lớn. Rạng sáng ngày 13 tháng 5 năm 2012, công an đã đến nhà bắt ông và sáng cùng ngày đưa về trụ sở công an tuy hòa làm việc. Tại đây, từ 8 giờ đến gần 13 giờ cùng ngày, năm công an Thanh, Quyền, Mẫn, Quang, Huy đã thay nhau dùng dùi cui cao su có lỗi sắt liên tục đánh đập ông Kiều. Trong khi tay ông này thì bị còng vào ghế trong tình trạng đói khát. Đến chiều cùng ngày, khi ông Kiều được đưa đến phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Phú Yên, thì ông ngất xỉu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Yên thì chết. Tại Vĩnh Long, tối ngày 2 tháng 5 năm 2015, anh Nguyễn Hữu Tấn bị cơ quan an ninh điều tra bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi phát tán tài liệu chống nhà nước, tạm giam tại trại giam công an tỉnh. Theo báo cáo của công an, lợi dụng lúc cán bộ điều tra vừa ra khỏi phòng, anh Tấn đã lục tìm được con dao rọc giấy được cất trong cặp riêng của cán bộ, rồi cắt liên tiếp vào vùng cổ để tự sát. Chỉ trong 3 phút khi hai cán bộ điều tra quay vào, anh Tấn đã bị choáng vì mất máu và chết sau đó hình ảnh một công an đánh dân bị chụp lén. Luật sư dẫn một báo cáo của Bộ Công an được tiết lộ hồi tháng 3 năm 2015 thì trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 9 năm 2014 đã có 226 trường hợp chết tại các cơ sở tạm giam, tạm giữ của công an trên toàn quốc. Tuy nhiên, số liệu tù nhân, người chết trong đồn công an, người bị tử hình cũng như số lượng trại tạm giam, tạm giữ là tài liệu mật ngay cả định vị trại giam trên các ứng dụng chỉ đường cũng bị xóa số liệu nạn nhân chết khi bị mời đến đồn công an trong giai đoạn tiền tố tụng chưa bị khởi tố bị can chưa bị tạm giữ tạm giam không được ghi nhận cho nên số liệu trên chỉ là phần nổi của tảng băng trôi không phản ánh trung thực được số người chết thực sự trong đồn để đối phó với tình trạng tự nguyện chết trong đồn công an luật sư cho biết thêm các nhà hoạt động thường làm sẵn một tờ minh định, đây là một hình thức kêu đòi công lý, một khi công an không thực thi pháp luật một cách đúng đắn, luật sư còn bị cản trở thi hành trách phận, ngay khi thân chủ bị công an mời thì nó vẫn là bùa hộ mệnh cho người trước khi bước vào đồn công an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin những sự ra đi đầy ẩn khuất trong đồn công an. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d